Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khuynh Họng. Vậy là Galaxy Note 20 Ultra của chúng ta ấy, thì đã bán ra chính hãng tại thị trường Việt Nam rồi. Các bạn có thể lựa chọn thoải mái các phiên bản từ chính hãng cho đến sách tay. Và tất nhiên với những cái tùy chọn ấy thì chúng ta sẽ có những cấu hình khác nhau nhá. Về con chip, sau đó là về những thông số khác vân vân. Và câu hỏi đặt ra lớn nhất thời điểm hiện tại dành cho những bạn fan của dòng Note đó chính là liệu khi mà bạn nâng cấp từ những cái mẫu máy Galaxy đời cũ, ví dụ Galaxy Note 10 Plus chẳng hạn, lên những cái mẫu máy đời cao hơn, cụ thể là chiếc Galaxy Note 20 Ultra này, chúng ta sẽ nhận được những cái điều gì và có đáng để nâng cấp hay không? Và câu hỏi cuối cùng đó chính là đâu mới là phiên bản đáng để các bạn nâng cấp nhất? Thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu và trả lời trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy nói qua phần ngoại hình đi. Ngay từ mặt trước ấy, thì bạn sẽ thấy rằng nó không có quá nhiều điều khác biệt. Nói chung chỉ là một chút, chiếc Galaxy Note 20 Ultra của chúng ta nó sẽ có màn hình lớn hơn. Về cơ bản ấy, thì bạn vẫn sẽ có phần viền màn hình cong cũng như là cụm camera nốt ruồi đặt ở chính giữa. Nói chung là nó không khác biệt nhau quá nhiều, vẫn là cái thế vuông vuông đặc trưng của dòng Note rồi. Tuy nhiên nếu mà các bạn để ý kỹ một chút ấy, thấy rằng phần viền cụm màn hình của chiếc Galaxy Note 20 Ultra nó sẽ mỏng hơn và cho cái vẻ ngoài nó phần sexy hơn một chút. Còn ở phần mặt lưng ấy thì bạn thấy rồi không? Chúng ta có hai cái thiết kế quá là khác biệt đây. Cụ thể thì với chiếc Galaxy Note 10 Plus ấy thì bạn sẽ có cái mặt lưng màu Aura Glow và thực sự nó rất là nổi bật, đặc biệt là dưới ánh sáng mặt trời khi mà chúng ta nghiêng đi nghiêng lại. Cũng như là cái phần cụm camera ấy, thì nó thiết kế có thể gọi là theo xu hướng của năm ngoái. Chính vì thế thì nó có phần hơi hiền một tí theo cá nhân mình vậy. Trong khi đó với chiếc Galaxy Note 20 Ultra đây thì bạn sẽ có cụm camera thực sự là hố. Và nếu mà khi đặt hai cái máy cạnh nhau như này thì bạn thấy rằng cụm camera của chiếc Galaxy Note 20 Ultra nó lồi lên phải gọi là gấp 3 đến 4 lần cụm camera của chiếc Galaxy Note 10. Tuy nhiên chúng ta sẽ có thêm một điểm cộng nữa ở chiếc Galaxy Note 20 Ultra, đó chính là cái phần mặt lưng của nó ấy, thì màu sắc nó sẽ làm thiên hướng, có thể gọi là nhìn nó không được nổi bật như thế. Tuy nhiên thì nó theo phong cách có thể gọi là già dặn hơn. Và cái phần mặt lưng này chúng ta sẽ làm nhám, sờ rất là sướng tay. Và nếu mà xét về cảm giác cầm nắm ấy thì thực sự chiếc Galaxy Note 20 Ultra chúng ta đang tăng tiền hơn ở đây, khi mà những phần cạnh cong chúng ta vẫn giữ được, trong khi đó thì cảm giác cầm nắm nó tốt hơn, với phần mặt lưng nó không bị trơn quá cũng như không bị bám mồ hôi dấu vân tay quá là nhiều. Nếu coi chiếc Galaxy Note 10 Plus của mình ở đây là một cậu thanh niên khoảng tầm 20 tuổi đang muốn thể hiện bản thân với những cái màu sắc, những cái đường vân nhìn nói chung có phần bóng bẩy, thì chiếc Galaxy Note 20 Ultra của mình ấy, thì giống một anh thanh niên đã trưởng thành hơn, tầm khoảng tầm 30 tuổi, nói chung là dáng vẻ cũng điềm tĩnh hơn rất là nhiều, với màu sắc nó không quá nổi bật, tuy nhiên vẫn nhã nhặn và rất là đẹp. Và tiện đấy thì mình xin cảm ơn cửa hàng Cường Mobile, Cường Kim Giang đã cho mình mượn chiếc Galaxy Note 20 Ultra 5G để có thể thực hiện bài so sánh. Và tất nhiên rồi, nếu mà bạn nào đang muốn mua một chiếc Galaxy Note 20 Ultra 5G bản Hàn hoặc là có thể bản Exynos thì có thể tham khảo được link mình để bên dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với những phần khác của bài so sánh này. Tất nhiên khi nói về thiết kế thì chúng ta cũng không thể không đề cập đến phần chất liệu hoàn thành của cả hai mẫu máy này. Cụ thể với chiếc Note 10 Plus ấy, thì bạn sẽ có phần viền bằng nhôm cũng như phần mặt lưng kính trước sau bằng kính cường lực Quantum King 6. Trong khi đó với chiếc Galaxy Note 20 Ultra thì bạn sẽ có mặt lưng kính trước sau bằng kính cường lực Victus, có thể coi là hiện đại nhất của Corning ở thời điểm hiện tại. Và tất nhiên với việc làm bằng thép ấy, thì các bạn sẽ có những cái ngoại hình nó bóng bẩy hơn. Tất nhiên là trên Note 10 nó cũng bóng bẩy, tuy nhiên thì mình thấy rằng chiếc Galaxy Note 20 Ultra nó vẫn bóng bẩy hơn một chút. Chưa kể là cái tính chịu lực của thép ấy, thì nó vẫn sẽ tốt hơn so với nhôm các bạn ạ. Nếu các bạn va đập ấy, thì chẳng may chiếc Galaxy Note 20 Ultra nó chắc chắn sẽ bền hơn so với chiếc Note 10 Plus. Còn ở đây nếu nói về phần màn hình thì các bạn thấy rồi. Nói chung là kích thước của chiếc Galaxy Note 20 Ultra nó sẽ nhỉnh hơn 0,1 inch. Cụ thể là màn hình Note 20 Ultra nó là 6,9. Trong khi đó chiếc Note 10 Plus ấy sẽ là 6,8. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ có những sự nâng cấp nhẹ mà các bạn sẽ không thể nhìn thấy mắt thường. Cụ thể thì chúng ta sẽ có nâng cấp về cái tấm nền, cũng như là các bạn sẽ có màn hình 120Hz. Đây có thể coi là một công nghệ tiêu chuẩn của năm 2020 dành cho những mức flagship. Còn với chiếc Note 10 Plus ấy, thì bạn vẫn sẽ chỉ có màn hình 60Hz mà thôi. Và với những người đang có nhu cầu trải nghiệm những cái màn hình, những công nghệ mới nhất ở thời điểm hiện tại thì dĩ nhiên chiếc Galaxy Note 20 Ultra sẽ giúp các bạn trải nghiệm điều này. Và đây sẽ là một cái điểm ăn tiền khi các bạn nâng cấp từ Note 10 Plus lên Note 20 Ultra. Còn về những cái tiêu chuẩn đi kèm ấy, thì dĩ nhiên chúng ta vẫn sẽ có HDR10 Plus cũng như những công nghệ khác và những cái giải màu khác. Ngoài ra thì nếu mà để các bạn lựa chọn ấy, thì mình thấy rằng màu sắc của chiếc Galaxy Note 20 Ultra nó sẽ nhỉnh hơn một tẹo so với chiếc Galaxy Note 10 thôi. Nói chung không khác biệt quá nhiều đâu. Có thể coi đây là một sự nâng cấp nhẹ về khả năng hiển thị của chiếc Note 10 Plus lên Note 20 Plus. Điểm thứ ba đáng để các bạn nâng cấp khi mà chúng ta nói về phần cấu hình đi. Cụ thể thì chiếc Galaxy Note 10 Plus nếu mà các bạn mua bản hãng thì chúng ta sẽ có con chip 9825 hoặc là bản quốc tế thì cũng vậy thôi. Còn nếu mà bạn mua bản Snap thì chúng ta sẽ có chip đó là 6855. Còn nên đến Note 20 Ultra thì đặc biệt nó sẽ có sự cách biệt rất lớn về cấu hình.
Cụ thể bản chính hạng đây chúng ta sẽ có chip Exynos 990, tuy nhiên nó sẽ tích hợp thêm 5G nếu bạn mua bản 5G nhá. Còn với bản Hàn hoặc là bản Mỹ ấy, thì chúng ta sẽ có chip cụ thể đó chính là Snapdragon 865 Plus. Và có thể coi đây là một trong những con chip mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại. Và nếu để chọn cấu hình thì mình khuyên các bạn đó chính là nên mua cái phiên bản chạy con chip Snapdragon 865 Plus. Và hay cụ thể hơn đó chính là bản Hàn. Bởi vì thực tế năm nay ấy, thì khoảng cách giữa bản Hàn và bản Snap nó khác biệt nhau quá nhiều. Tất nhiên nhiều bạn sẽ nói là cái phần cấu hình ấy thì nó sẽ chỉ là một phần yếu tố thôi, không ai mua máy cũng để chơi game đúng không? Tất nhiên nhiều bạn sẽ nói vấn đề đó chính là không phải ai mua máy cũng để chơi game đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta phải nhìn lại, bởi vì con chip ấy, nó ảnh hưởng rất nhiều yếu tố, từ phần hiệu năng cho đến phần như kiểu là nhiệt độ các bạn có trình sử dụng, hay là những yếu tố như kiểu phần xử lý ảnh mình cũng đã chứng minh trong cái video so sánh giữa hai mẫu máy đó chính là Galaxy S20 Ultra và Galaxy S20 Ultra bản 5G rồi. Và thực tế thì nếu mà các bạn để lựa chọn thì mình vẫn khuyên đó chỉ là chúng ta nên lựa chọn cái phiên bản Hàn sẽ có chip Snapdragon 865 Plus. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có những điểm mạnh khác, ví dụ như kiểu là các bạn sẽ được nâng cấp lên 12GB RAM, và đặc biệt RAM đây sẽ chuẩn LPDDR5, cũng như là bộ nhớ trong ấy sẽ là US 3.1 thay vì những phiên bản cấu hình nó đã khá là cùi rồi. Còn tất nhiên nếu mà bạn nào đang sử dụng cái mẫu máy Galaxy Note 10 Plus mà nâng cấp lên Galaxy Note 20 Ultra, đặc biệt là cái phiên bản Snapdragon 865, thì đây là một sự nâng cấp quá mạnh mẽ về phần cấu hình thôi, cả về phần RAM, về phần bộ nhớ hay là về phần con chip luôn. Và tất nhiên nếu nói về dòng Note ấy, thì chúng ta cũng không thể bỏ qua cái sự nâng cấp của chiếc Buds S Pen năm nay. Với chiếc Buds S Pen trên chiếc Galaxy Note 20 Ultra thì bạn sẽ có độ trễ thấp hơn rất là nhiều, chỉ là 9 giây mà thôi. Trong khi đó với chiếc Buds S Pen trên chiếc Galaxy Note 10 Plus ấy, thì các bạn sẽ có độ trễ lên 42 giây. Và tính ra nó gỡ khoảng tầm 4-5 lần gì đó, thực sự là một khoảng cách rất là lớn. Ngoài ra chiếc Buds S Pen của Galaxy Note 20 Ultra chúng ta cũng sẽ có những sự nâng cấp về cảm biến ở bên trong. Và với những cảm biến đó thì các bạn sẽ cho những thao tác nó chính xác hơn. Còn về mặt phần mềm ấy, thì chúng ta sẽ có những tính năng nâng cấp, ví dụ như Air Action giúp các bạn có thể là vuốt vẽ sau đó là vẩy trên không mà vẫn có thể thao tác với máy. Đây thực sự mình thấy là một tính năng nó khá thú vị, các bạn có thể thao tác mà không cần chạm đến chiếc smartphone của mình. Về phần camera trước ấy, thì chúng ta không có quá nhiều sự nâng cấp ở đây, vẫn sẽ là cụm camera với độ phân giải là 10MP khẩu độ f2.2 và công nghệ lấy nét của nó sẽ là Google Pixel. Tuy nhiên thì các bạn thấy một điều đúng không? Đó chính là cụm camera trên chiếc Galaxy Note 20 Plus ấy, nó cho cái kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với chiếc Galaxy Note 10 Plus, thậm chí có thể coi là nhỏ hơn khoảng tầm 1/3 đi, và nhìn nó có phần thanh thoát hơn, cũng như là khi mà các bạn trải nghiệm những cái nội dung hay là những cái thao tác như kiểu xem phim ấy thì nó cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều hay là gây khó chịu. Bởi vì mình thấy rằng ấy, một số bạn nói chung là khá là kỳ thị cái giọt nước này, và người ta thường hơn đến nói chung là cái giọt nước nó càng nhỏ càng tốt các bạn ạ. Còn về phần camera sau ấy thì chắc hẳn cũng khỏi cần nói rồi, chúng ta có một sự nâng cấp quá mạnh mẽ ở đây. Khi mà trên chiếc Galaxy Note 20 Ultra các bạn sẽ có cái cụm camera với cảm biến chính là 108MP với những cái ống kính với cho khả năng zoom cụ thể 50x, và cái ống kính của nó sẽ ống kính tiềm vọng zoom 5x. Trong khi đó với chiếc Galaxy Note 10 Plus ấy, thì các bạn sẽ chỉ có cái cụm camera với khả năng zoom của nó khá là giới hạn. Và đây có thể coi là sự khác biệt giữa hai mẫu máy, chưa kể là chúng ta sẽ có ảnh hưởng bởi thuật toán. Và ở trên Galaxy Note 20 Ultra ấy, thì các bạn sẽ có sự hỗ trợ của cái cảm biến lấy led laser. Trong khi đó với chiếc Galaxy Note 10 Plus ấy, thì các bạn sẽ chỉ có cái ống kính TOF mà thôi. Tất nhiên đó chỉ là mặt thông số thôi, còn chi tiết hơn thì mình sẽ cho bạn xem những hình ảnh mình đã chụp đây để có thể nhận định sự khác biệt giữa hai cái mẫu máy này nhé. Và cuối cùng chính là về viên pin. Ở đây thì chiếc Galaxy Note 10 Plus của mình sẽ có viên pin là 4300mAh. Tuy nhiên lợi thế hơn ở đây đó thì là nó hỗ trợ công nghệ sạc 45W. Trong khi đó thì chiếc Galaxy Note 20 Ultra của mình, phiên bản của nó sẽ có dung lượng pin là 4500mAh. Và cái tốc độ sạc của nó, công suất của nó sẽ chỉ là 25W mà thôi. Đây có thể coi là một nước đi hơi khó hiểu một chút của Samsung. Tuy nhiên ấy, thì cái sự khác biệt của nó đa số sẽ tập trung ở 30 phút đầu thôi. Còn tổng thể về thời gian sạc ấy, thì theo cá nhân mình cũng như rất nhiều trang YouTube cũng đã chứng minh rồi, nó không chênh lệch nhau quá nhiều được các bạn ạ. Và điều này nó sẽ chỉ ảnh hưởng với những bạn nào mà chúng ta quan tâm cái tốc độ sạc trong 30 phút đầu mà thôi. Còn với những bạn có thói quen sạc trong vòng 1-2 tiếng thì về cơ bản nó không ảnh hưởng quá nhiều. Còn về những công nghệ sạc khác, ví dụ là sạc không dây, số sạc ngược ấy, thì Galaxy Note 20 Ultra cũng như là Galaxy Note 10 Plus nó không khác biệt nhau quá nhiều. Và nếu bạn nào xem đây thì đã lựa chọn chiếc Galaxy Note 20 Ultra thì theo mình nghĩ là chúng ta nên lựa chọn những phiên bản
hàng như cửa hàng có con chip Snapdragon 865 ấy, thì nó sẽ cho cái hiệu năng sử dụng cũng như là thời gian sử dụng nó tốt hơn. Và cảm ơn cửa hàng Cường Kim Giang, Cường Bay đã cho mình mượn cái mẫu máy Galaxy Note 20 Ultra 5G để thực hiện bài so sánh. Và nếu bạn nào quan tâm ấy, thì có thể tham khảo đường link để bên dưới phần mô tả nhé. Và đó là cái bài so sánh của mình giữa hai mẫu máy Galaxy Note 10 Plus cũng như là Galaxy Note 20 Ultra 5G. Và nếu mà bạn nào đang sử dụng chiếc máy Galaxy Note 10 Plus ấy, thì theo các bạn, chúng ta có đáng để nâng cấp lên chiếc Galaxy Note 20 Ultra 5G hay không? Hãy để lại ý kiến bên dưới nhé. Khi mà chúng ta sẽ có rất nhiều sự thay đổi đây, ví dụ ở chất liệu mặt lưng này, sau đó cạnh viền, cũng như là cái cụm camera có thể gọi là bá đạo hơn, màn hình tần số quét 120Hz. Và tất nhiên chúng ta sẽ không thể không kể đến cái sự khác biệt về con chip rồi. Hãy để lại ý kiến bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video sau. Nhớ like cũng như là subscribe của mình nhé. Bye.